Chị Ami chào các em. Trong video này thì chị sẽ công bố kết quả mini game 17 và 18 của chúng ta. Trong hai video còn lại thì chúng ta sẽ nhận được 5 bộ đồ dùng học tập cộng với một hộp đồ chơi nhà tắm cho búp bê rất là lớn. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 6 phần quà. Chị sẽ mở cái video đầu tiên. Đó là video làm cài tóc Giáng sinh. Các em sẽ có 5 bạn nhận được bộ đồ dùng học tập nhé. Video này thì có 1.348 lượt bình luận của các em. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đợi những cái bình luận này cập nhật vào trong trang web. Và chị sẽ nhấn nha. Bạn đầu tiên, chị chúc mừng bạn Phương Trương Thị Lan. Em đã trúng một hộp đồ dùng học tập. Bạn thứ hai là bạn Tuổi Thơ Của Bé. Chúc mừng em nhé. Thứ ba là Trung Kiên Nguyên Trung. Chúc mừng em. Thứ tư là bạn Squishy Q. Bạn cuối cùng trong mini game 17 của chúng ta là bạn Nguyễn Ánh. Và những bạn này chị sẽ đều gửi email cho các em. Tiếp theo trong mini game số 18 của chúng ta thì chị chỉ có một phần quà đặc biệt dành cho một bạn may mắn thôi. Đó là một hộp đồ chơi nhà tắm cho búp bê. Ở trong video này thì chỉ có 496 bình luận thôi. Chị sẽ bắt đầu nhấn nha. Wow, và chị xin chúc mừng bạn Nguyễn Thạc An Trung. Chúc mừng em đã là người may mắn nhất trong ngày hôm nay rồi. Tất cả các bạn đã trúng mini game của chị trong ngày hôm nay thì chị sẽ gửi email cho các em. Hãy nhớ kiểm tra email và cho chị thông tin để gửi quà nhé. Chúc mừng các em!